Chà Thảo xin chào cả nhà. Hôm nay chà Thảo giao mâm cúng thôi nôi ở ấp Dòng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì bé trai hôm nay tên là bé Lâm Kim Quý. Thì chà Thảo chúc bé Kim Quý là thôi nôi vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Thì mâm cúng trọn gói hôm nay là gồm có 12 phần chè đậu trắng và 13 phần xôi. Xôi này là xôi gất chữ phước nha cả nhà. Chè là chè đậu trắng, có trầu cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng thôi nôi, cho nên là có hoa trang móc miếng ở nhà ha. Có gà 2 con và cháo, trái cây thì ngũ quả 5 loại, hoa thì 2 loại là hoa cát tường và hoa độc tiền. Đây thì mâm trọn gói bên em giao và trang trí tận nơi ở toàn tỉnh Trà Vinh nha cả nhà. Đây ở nhà xem ha. Rồi, đây là quang cảnh của chủ nhà đây cả nhà. Bị đãi khách đây cả nhà ha. Đang bầm bóng.